Xin mến chào các bác, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Vâng, clip lần này thì Hoàng Gia lại gửi đến các bác một cái bộ phối ghép rất là bình dân các bác nhá. Cả một bộ chưa đến 10 triệu đồng gồm Omni Pioneer SA7400 mắc đôi và đôi loa Onkyo D66, đôi loa 3 đường tiếng bass 25 màng carbon gân xốp các bác nhá. Trong clip lần này thì Hoàng Gia cũng đã test và mời các bác chúng ta nghe thử ở phần đầu tiên video clip rồi. Bây giờ Hoàng Gia sẽ đi chi tiết từng sản phẩm và cũng như là theo thông lệ thì cũng như sẽ báo giá cụ thể cho các bác luôn. Hai cái combo sản phẩm này thì Hoàng Gia hôm nay sẽ đưa cho một cái mức giá là siêu tốt các bác nhá. Chúng ta lựa chọn và cũng như là với những bác là chúng ta có cái tầm tiền đang có cái tầm tiền khoảng dưới 10 triệu thì Hoàng Gia cũng lên cho các bác một cái combo đúng theo cái yêu cầu của rất nhiều các bác. Đây các bác có thể nhìn đầu tiên là đôi loa Onkyo D66. Đôi này thì cái thông số ở trên này nó là bass này, các bác nhìn này, 3 way này, 3 đường tiếng. Bass 25. Đấy, bass 25. Mid là 10 và tép là 2,5. Đấy, tép titan, tép titan. Đấy. Tất cả các đây là bass là màng carbon các bác nhá. Cross carbon này. Đấy. Con này là thùng vách rất nặng các bác nhá. Thùng nó dán là thùng simini vỏ màu gỗ vân đen. Loa thì phân biệt bằng trái phải có lỗ thông hơi phía sau. Con này thì các bác có thể kết hợp với vang để hát karaoke được các bác nhá. Đấy, hát nhẹ nhàng karaoke được vì nó có lỗ thông hở và đặc trưng cái bát này nó rất là đánh tiếng bát nó rất là khỏe. Đấy, bát màng carbon. Đấy, nó có độ lì rất là cao. Nếu chúng ta chơi hát karaoke mạnh hoặc là đánh nhạc sàn mạnh thì con này nó chịu đòn được tốt các bác nhá. Nó không như dòng loa khác, dòng này chơi nhạc mạnh được các bác nhá. Remix thì mix rất là tốt vì đây là màng carbon, cười kiềng đúc xương đúc nguyên khối. Đấy, những cái kiềng bát này thì đa số nó hay bị xỉn xỉn như này các bác này. Đấy, theo nhôm nó hay bị xỉn theo thời gian. Đấy, gọi như lão hóa theo thời gian đấy ạ. Thì thông thường nó dây hay bị xỉn. Còn những cái này nó là bằng kim loại inox rồi, nó sáng, nó không mấy khi nó bị xỉn các bác nhá. Thùng vách góc cạnh thì đẹp rồi, loa phân biệt bằng loa trái loa phải. Đấy. Tất cả góc cạnh đều ok hết các bác nhá. Bác nào chơi những dòng nhạc mạnh, nhạc sàn, nhạc remix hoặc là những cái nhạc mà bốc bốc một chút ấy thì đôi này nó đáp ứng rất là tốt, nó không như những cái đôi như Hoàng Gia giới thiệu trong những cái clip trước đâu. Đấy, đôi này thì nó đánh được nhạc mạnh được các bác nhá, mở nhạc sàn biết mở nhạc nhiều bát được à, tức là đánh được bạo lực đấy. Đôi này thì Hoàng Gia đang bán 5,5 triệu trong clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ xả luôn cho các bác giá là 5 triệu các bác nhá, 5 triệu cho đôi loa Onkyo D66 này, giá thị trường nó đang động từ 5,5 triệu trở lên. Đấy, bát 25 màng carbon.
căng của nó đây ạ. Căng còn logo đầy đủ, căng là không bục lách các bác nhá. Đấy. Logo này là bằng đồng các bác nhá, bằng đồng. Đấy, khắc chìm chữ nội Onkyo. Đấy. Tiếp theo thì Hoàng Gia giới thiệu sang con Omni của hãng Pioneer. Con này là 7400 hai la mã các bác nhá. Chạy 4 sò than, hai đồng hồ vu. Đấy, đây là đồng hồ vu đây, đánh cầu A, B, A cũng B. Power up này, bát check, ba lăng, lao lớp đều đầy đủ luôn. Các cổng vào gồm có tuner, AUX và cổng tiếp monitor. Ngoài ra thì có cổng phono nữa. Em này là size của nó là size 43, mặt phay nhôm. Đấy. Mặt rất đẹp các bác nhá. Một con âm đi ít tiền nhưng mà Hoàng Gia tuyển chọn cũng khá là đẹp. Bao zin tuyệt đối cho các bác luôn. Kể cả phần bên trong này, nguồn vàng này. Đấy. Con này công suất đầu ra của nó là 90W các bác nhá. Công suất tiêu thụ điện là 90W. Đây là phần phía sau. Đấy. Đánh A hoặc B. A hoặc B là từ 4 ôm đến 16 ôm, nếu mà A cũng B thì là 8 đến 16 ôm. Đấy, 90W. Series của nó là 062, ba số cuối là 062. Đấy. Máy đẹp xuất sắc và zin nguyên bản tuyệt đối luôn các bác nhá. Các cổng đầu vào đây. Gồm đây là một cổng đầu vào, đây là 2, đây là 3. Follow là chúng ta để cắm đĩa than thôi nha các bác nhá. Chỉ đĩa than mới được vào follow nha, còn những cái thiết bị khác không phải đĩa than thì tuyệt đối không được cắm vào cổng follow các bác nhá. Đấy. Hoàng Gia dặn các bác rất là nhiều lần rồi, nhiều bác cứ hay quen tay cắm vào cổng follow, nhiều khi là có thể gây cháy âm ly đấy. Đấy. Đồng hồ kim vu vẩy. Đấy. Đồng hồ hai kim vu vẩy các bác nhá. Rất là đẹp. À, chiếc âm ly này thì thị trường thì cũng đang dao động từ khoảng từ 4 triệu hoặc trên 4 triệu các bác nhá. Để Hoàng Gia hôm nay xin phép còn chiếc duy nhất để cho các bác giá là 3.800.000 đồng các bác nhá. 3.800.000 đồng và 5 triệu đồng, tức là 8 triệu 8 các bác nhé, 8 triệu 8. Cả bộ là 8 triệu 8, nếu các bác nào chốt cả bộ, Hoàng Gia lấy tròn các bác 8 triệu rưỡi các bác nhé, bớt cho các bác 300 luôn, là 8 triệu rưỡi. Nếu là lấy cả bộ, còn nếu mà lấy riêng lẻ từng thứ một thì 5 triệu và 3 triệu 8 các bác nhé, nếu mà lấy lẻ từng chiếc, còn nếu lấy cả bộ, Hoàng Gia bớt cho các bác 300 nghìn nữa các bác nhé, để giá gần như giá thu vốn luôn các bác nhé. Đấy, lên sóng là mong muốn các bác là giá tốt luôn để chúng ta có thể chốt nhanh được trong cái video clip này các bác nhé. Đấy, sản phẩm và cũng như test về quay góc cạnh chi tiết mặt mũi thì Hoàng Gia cũng đã quay rất là chi tiết rồi. Đó. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip lần sau. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Auto theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh này, 0975884009 ạ. Địa chỉ cửa hàng thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, giá bán công khai và không bao gồm phí ship các bác nhé. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip lần sau ạ.